Xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Hiện đây. Và giờ chúng ta đang có mặt tại con đường Đông Hưng quận 2. Bây giờ là tầm 10 giờ sáng các bạn. Rẽ tay trái thì mình sẽ đi ra đường Nguyễn Văn Quá. Đây đó là đường Nguyễn Văn Quá rồi các bạn. Hôm nay trời khá là đẹp, nắng vừa phải. Đây là buổi sáng mùng 2 ở Việt Nam, đầu năm 2018. Mình đang chở gạo phụ cho ông Anh đây. Đó, ông Anh đi về trước á. Chở 3 bao, mình chở 2 bao. Okay. Đó, các bạn thấy không? Đó, ha. Kiểu của anh mình làm là tự doanh các bạn, nhưng vừa làm chủ rồi chở hàng luôn, còn những cái chuyến hàng lớn thì sẽ có thuê xe chở. Đường Trường Chinh các bạn. Mình vừa qua đường xong, giờ sẽ chạy vào khu công nghiệp Tân Bình các bạn. Cầu Tham Lương. Mọi khi mình vẫn giới thiệu với các bạn đó, thì sáng nay trên cầu bạn không thấy những người họ bán hải sản nữa mà họ chuyển qua họ bán sách các bạn. À, không phải sách mà nhầm, họ bán lịch năm mới á, lịch năm mới bán rất là nhiều các bạn thấy bên tay phải mình. Vì đây là cái thời điểm người ta sẽ mua lịch nhiều. Nó là chuyển giao với năm cũ qua năm mới các bạn. Cái lịch cũ thì nó xài được rồi.
mình quẹo phải ở đoạn này sẽ vào cổng khu công nghiệp Tân Bình các bạn. Sáng ở đây người ta bán rất là nhiều đồ ăn hàng quán nha, rất là sầm uất, bây giờ thì hết rồi, chưa rồi. Từ đây tới chiều thì sẽ bắt đầu là bán quần áo, giày dép, các loại đồ giá lẻ để phục vụ cho công nhân các bạn. Hôm nay là khu công nhân ở rất là nhiều, tập trung gần các xưởng may rồi các xưởng làm giày rồi là chủ yếu. Mình đang đi trên con đường này là đường Tây Thành các bạn. Nếu tiếp tục đi hơi thẳng hướng này thì mình sẽ ra đường bây giờ quên tên mất rồi. Chỗ nào đây mà thấy lạ quá à. Chưa đi tới chỗ này lần nào. Vào đây nó bán đẩy, có những cái xe đẩy bán cái cây rất nhiều à. Đường C1, đường C2, đây là đường C2. Nó gần khu chung cư Tây Thành. Đây có bán bánh cuốn Thăng Long mà. Đây có một cái công viên ha. Chắc là tới nơi rồi đó các bạn. Okay. À đây cũng là cái nhà đây. Đây là cái nhà người ta bán. Bán hàng quán, rau, trái cây. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.